vũ khí mới nổi giúp Ukraine hạn chế binh sĩ giao tranh với Nga. Phương tiện mặt đất không người lái UGV được đánh giá giúp Ukraine giảm số lượng binh sĩ giao tranh với Nga, song hiệu quả của vũ khí này vẫn cần thời gian kiểm chứng. Theo tờ Business Insider, đoạn video do lữ đoàn cơ giới số 63 của Ukraine mới đăng trên Telegram cho thấy một chiếc UGV di chuyển trên địa hình gồ ghề đến rìa chiến hào của Nga. Sau đó vụ nổ lớn xuất hiện khiến một người phải bỏ chạy. Máy bay không người lái UAV trở thành vũ khí đắc lực được cả Nga và Ukraine sử dụng kể từ khi xung đột bùng nổ. Và UGV là hiện tượng mới nổi gần đây. Hồi tháng 3, United 24, một nền tảng được chính phủ Ukraine hậu thuẫn, chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, về việc một số loại UGV đang được đưa vào sản xuất hàng loạt. Còn vào ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov đã công bố đoạn video về vụ tấn công của Rathos, một loại UGV được điều khiển từ xa mang theo bom và mìn chống tăng. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu ở khu vực Bakhmut với sự trợ giúp của robot. Vụ tấn công đã gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác hậu cần của Nga. Nhiều công nghệ thay đổi cuộc chơi đang được triển khai, ông Fedorov cho hay. Song ông Samuel Obenet, nhà phân tích về công nghệ quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA ở Mỹ, nhận định công nghệ UGV vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp hiệu quả của UAV. Việc vận hành UGV khó khăn hơn do phải tính đến yếu tố địa hình và các chướng ngại vật khác nhau. Cả Nga và Ukraine đang thử nghiệm nhiều thiết kế phục vụ những nhiệm vụ khác nhau, tính cả tới chi phí thấp lắp ráp và sản xuất các phương tiện nhỏ, gọn nhẹ. Ông Bennett nhấn mạnh hiện tại còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của các UGV. Ông nói thêm UGV là xu hướng mà cả Nga và Ukraine đều sẽ đầu tư nguồn lực để phát triển cho nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần trong tương lai. Hồi tháng 3, tạp chí Forbes đưa tin nhiều loại UGV đang được thử nghiệm ở Ukraine. Cụ thể Bray 1, một nhóm đơn vị phát triển công nghệ quân sự do các cơ quan chính phủ Ukraine thành lập, cho biết đã xem xét khoảng 140 ý tưởng UGV và tiến hành thử nghiệm 50 ý tưởng trong tình huống chiến đấu. Cuối cùng, 14 ý tưởng đã được phê duyệt. Bà Natalia Kuznetsova, quan chức ở Bray 1, cho hay mục tiêu chính của UGV là giảm thiểu sự tham gia của con người trong chiến đấu. Chúng sẽ bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho các binh sĩ Ukraine, bà Kuznetsova nhấn mạnh.